Sau đây xin kính mời bà con mình nghe bài viết của tác giả Mũ Xanh Lê Khắc Phước, tháng 3, chôn súng. Cứ mỗi tháng 3 về, lòng tôi lại chùng xuống. Phải nói là buồn đau, cay đắng, ngậm ngùi, đến tận cùng tim gan. Mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh đau thương đập vào mắt tại bãi biển Thuận An, vào những ngày 25, 26, 27, hay tại bờ biển Đà Nẵng, ngày 28-29 tháng 3 1975. Đã 39 năm trôi qua, đã có quá nhiều bài viết về những ngày cuối tháng 3 năm 1975 tại bãi biển Thuận An. Tôi không muốn lặp lại, nhưng với cương vị là trung úy, đại đội phó đại đội 2 tiểu đoàn 7, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến, là lữ đoàn bị kẹt lại trên bãi biển Thuận An. Tôi xin ghi lại những gì mắt thấy tai nghe cùng suy nghĩ của mình về những ngày chiến đấu tới tận cùng sức sống của tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến, mà tiểu đoàn trưởng là thiếu tá Phạm Cang, tiểu đoàn phó là thiếu tá Lê Quang Liễn. Cả hai vị đều xuất thân từ khóa 20 võ bị quốc gia Việt Nam. Viết để thấy rõ hơn là trong trận đánh cuối cùng đó của tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến, chúng tôi đã chiến đấu với ai? Với một đại đội du kích Việt Cộng hay là chiến đấu với cấp tiểu đoàn, trung đoàn chính quy Bắc Việt? Với hỏa tiễn tầm Nhật AT-3 cùng với chiến xa T-54 yểm trợ? Khoảng 5 giờ chiều ngày 19 tháng 3 1975, trời nhá nhem tối. Tôi là đại đội phó đại đội 2 tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến, bàn giao vị trí phòng thủ cho một trung úy đại đội trưởng đại đội biệt động quân. Đi theo tuyến phòng thủ dưới cơn mưa phùn gió bấc của tháng 2 âm lịch tại miền núi rừng miền Trung. Lạnh cắt da, miệng đánh bò cạp. Tôi hỏi ông về khả năng tham chiến, thì được biết quân số của đại đội ông là khoảng 80. Mới đụng nặng trở về nên quân số chưa bổ sung kịp. Như vậy là gây cấn rồi đây. Quân số của ông vừa đủ trám tuyến cho hai trung đội thủy quân lục chiến chúng tôi. Tiểu đoàn 7 Hầm Xám thủy quân lục chiến. Tôi hướng dẫn cho ông hệ thống phòng thủ, giao thông hào hình chữ Z, hầm hố cá nhân, những vị trí đặt súng nặng đại liên M60, những hầm hàm ếch dưới giao thông hào sâu gần 2 mét, để tránh pháo 130 ly và hỏa tiễn 122 ly. Tuyến phòng thủ là một đồi đá nhiều hơn đất. Muốn lấy nước là phải theo những con đường đặc biệt từ trên đồi xuống thông thủy. Bàn giao cả những vị trí gài bẫy, gài mìn claymore, lựu đạn và có cả những vọng gác giả, lính giả để nghi binh. Ban ngày thấy vậy nhưng không phải vậy, ban đêm mà mò vào là biết thế nào là thủy quân lục chiến phòng thủ, biết thế nào là sinh bắt tử nam ngay. Bàn giao cho ông những hỏa tập tiên liệu trên bản đồ, coi chừng bị bắn xẻ. Riêng hai cái máy sensor để dò tiếng động thì chúng tôi phải đem theo. Khoảng 8 giờ tối thì chúng tôi mới bàn giao xong. Tôi chúc ông may mắn ở lại, còn chúng tôi từ giã quản trị anh hùng. Tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến được lệnh rút về lập tuyến đỏ tại đèo Hải Vân. Mỗi sĩ quan nhận 10 tấm bản đồ trải dài từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. Từ khi tình nguyện về thủy quân lục chiến, đây là lần đầu tiên tôi nhận được một số bản đồ nhiều kỷ lục cho một cuộc hành quân. Chúng tôi thống nhất đánh số sắp bản đồ từ 1 đến 10 và mỗi bản đồ đều có những xuất điểm. Di chuyển đến đâu là phải báo cáo cho bộ chỉ huy tiểu đoàn biết để kịp thời yểm trợ. Kèm theo đó còn có những hỏa tập tiên liệu. Tất cả đều được mã hóa. Việc cộng có bắt được tần số của chúng tôi thì cũng mù. Vì chỉ có sĩ quan mới có tập giải mã này. Nói đến đây không thể không nhắc đến thiếu tá Lê Quang Liễn, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7. Ông là người soạn ra tập mã hóa này, tất cả đều bằng số. Và các sĩ quan cũng như hiệu thính viên đều phải cố gắng nhớ càng nhiều càng tốt. Ngày 20 tháng 3, 1975, đơn vị tôi rút về đóng quân tại cây số 17. Nhiệm vụ là bảo vệ cầu An Lỗ, để bảo đảm an ninh lộ trình cho lữ đoàn 369 của Trung tá Nguyễn Xuân Phúc di chuyển qua rồi mới tới tiểu đoàn 7, sẽ trút sau cùng theo chiến thuật cuốn chiếu. Tôi còn nhớ rõ là sáng hôm đó, tôi đã đứng nghiêm chào khi thiếu tá Lâm Tài Thạnh,
Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn chính đi ngang qua cầu. Ngồi trên xe ông chào lại và mỉm cười. Ông và tôi quá quen thuộc vì trước đó không lâu, ông là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7 và tôi là đại đội phó đại đội 2 tiểu đoàn 7. Cùng chung cánh B do ông chỉ huy. Thiếu tá Phạm Cang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến. Ngày 21 tháng 3, 1975, thật là bất ngờ khi được thiếu tá Phạm Cang cho tôi 6 giờ phép về thăm gia đình. Bất ngờ là vì suốt hơn 2 năm hành quân ở Quảng Trị, qua hai đời tiểu đoàn trưởng, thiếu tá Nguyễn Kim khóa 16 võ bị, rồi thiếu tá Phạm Cang khóa 20 võ bị. Qua hai Tết, tôi chưa bao giờ được cấp 1 giờ phép, mặc dù gia đình tôi ở Huế, chỉ cách nơi tôi hành quân khoảng 50 cây số. Cầm tờ giấy phép trong tay, tôi đu theo chiếc GMC tiếp tế trên đường trở về hậu trạm ở Mang Cá và về đến nhà khoảng 11 giờ sáng. Đến 12 giờ trưa thì ba tôi đi làm về. Tôi cùng gia đình ăn một bữa cơm sau hơn 2 năm xa cách từ ngày ra trường, 15 tháng 12, 1972. Ba tôi làm việc tại Viện Đại học Huế. Ông cho tôi biết là tất cả nhân viên đã sẵn sàng di tản vào Đà Nẵng khi có lệnh. Khoảng 1 giờ trưa, từ giã gia đình, tôi đi xe Honda qua Bưu điện Huế để gọi điện thoại về cho em gái hậu phương ở Sài Gòn. Tôi chỉ cho biết là tôi sẽ đi thăm chú Ca. Chú Ca là chú của tôi đang dạy học tại Đà Nẵng. Nói chuyện được 5 phút, phải ngưng. Nhường cho người khác vì người chờ để gọi quá đông. Có một ông nhận là ký giả hỏi tôi là có gửi hay nhắn gì về Sài Gòn không? Ngày mai ông sẽ về Sài Gòn. Tôi cảm ơn ông vì chẳng có gì để gửi. Lại leo lên xe Honda ra bến xe để trở lại nơi hành quân. Hơn 2 năm trời được 6 giờ phép về thăm cha mẹ ngay trong vùng hành quân. Những ai không ở trong hoàn cảnh lính chiến trên địa đầu giới tuyến thì tưởng đó là chuyện đùa. Chính tôi cũng tưởng đùa. Nhưng mà là thật, không phải cấp chỉ huy làm khó thuộc cấp, chúng tôi từ trên xuống dưới đều thấy cả. Vì nhiệm vụ mà phải hy sinh, vì tụi Việt Cộng xâm lăng muốn làm khó làm khổ đồng bào. 3 giờ chiều ra đến vị trí đóng quân thì một ngạc nhiên khác lại đến với tôi. Đó là đơn vị của tôi đã không còn ở chỗ cũ như hồi sáng nữa, mà đã hành quân trở ra lại Quảng Trị rồi. Ngày 23 tháng 3, 1975, một ngày khá yên tĩnh. Khoảng 8 giờ sáng, toán tiền đồng báo về là từ hướng Quảng Trị. Có một số quân và dân đang di chuyển về tuyến chúng tôi. Tôi được lệnh là chặn tất cả lại, hỏi chuyện một trung úy địa phương quân thì được biết là quân chính quy Bắc Việt rất đông, cùng với nhiều chiến xa đã chiếm Quảng Trị. Nơi mà mấy ngày trước, thủy quân lục chiến vừa bàn giao tuyến lại cho biệt động quân và địa phương quân. Đến chiều thì địch xuất hiện, ngang nhiên như chỗ không người. Họ đâu có ngờ là thủy quân lục chiến vẫn còn đây. Và được chúng tôi tiếp đón rất nồng hậu bằng hỏa lực cơ hữu cùng với một M41 tăng phái. Địch rút ngày 23 tháng 3, 1975. Một ngày khá căng thẳng. Hai bên gồm nhau, địch biết ta biết địch. Nhưng hai bên đều án binh bất động. Hai bên đều đánh hơi được là thế nào cũng sẽ có một cuộc thư hùng sa xảy ra, nhưng chưa biết sẽ xảy ra khi nào thôi. Gọi pháo binh không được, không biết tại sao. Từ khi tôi làm đại đội phó, luôn luôn có một thiếu úy đề lâu thuộc pháo binh cơ hữu của thủy quân lục chiến đi với tôi. Nhưng mấy ngày gần đây không còn thấy nữa. Đã 3 tháng nay, sĩ quan đề lưu của pháo binh thủy quân lục chiến đi với tôi là thiếu úy Lê Hạ Huyền. Tôi nhớ rõ họ tên, vì ông thiếu úy Huyền là bà con với tôi. Tôi gọi ông bằng chú, mặc dù tuổi ông nhỏ hơn tôi. Ngày 24 tháng 3 năm 75, tôi nằm trên tuyến với ba trung đội, 1, 2, 3. Cả ba trung đội dàn hàng ngang nằm trên những đụng cát, chỉ có những bụi dương liễu cao khoảng nửa mét. Không có chỗ ngụy trang. Xin nói thêm là trong giai đoạn lính tổng trừ bị thủy quân lục chiến, được làm lính địa phương, đối phó với giặc có chiến xa thì quân số của một đại đội thủy quân lục chiến trung bình là 160, bao gồm một tiểu đội chống chiến xa, một quân nhân trong tiểu đội chống chiến xa ngoài một cấp số đạn M16
còn mang ba khẩu M72. Mỗi quân nhân trong tiểu đội chống chiến xa ngoài một cấp số đạn M16 còn mang ba khẩu M72, tức là mỗi đại đội thủy quân lục chiến có hơn 30 khẩu M72, một loại vũ khí diệt tăng hữu hiệu vào thời điểm đó. Hôm ấy khoảng 10 giờ sáng mà trời vẫn còn sương mù dày đặc, tầm nhìn rất giới hạn. Toán tiền đồn báo là có tiếng của chiến xa, nhưng chưa xác định được loại nào vì chưa thấy rõ. Mặt trời từ từ xuyên thủng màn sương mù dày đặc và chúng tôi đã thấy chiến xa địch xuất hiện. Một, rồi hai, rồi ba, rồi bốn, rồi năm chiếc T-54 với bộ binh tùng thiết dàn hàng ngang tiến thẳng về hướng phòng thủ của đại đội tôi. Tôi gọi máy báo cho đại đội trưởng là đại quý Ngô Kim Anh biết tình hình và xin pháo binh yểm trợ. Tôi gọi pháo binh cho tọa độ, càng đầu tiên hơi xa, tôi điều chỉnh gần lại 50, vẫn còn xa. Gần lại 50 nữa thì đạn đã nổ chụp ngay trên đội hình của địch. Địch bắt đầu dừng lại, lúng túng rồi hoảng hốt. Địch chưa thấy ta. Yếu tố bí mật và bất ngờ đang nằm phía ta. Lệnh đại đội cho tôi chơi ống thổi lửa M72 nhưng chưa cần thiết. Một khi phóng M72 ra là phải chắc ăn, cua phải bị nướng, phải chờ chúng tới thật gần. Nhất chính nhì bù, chiến xa còn ở xa không trúng mục tiêu mà vị trí của mình bị lộ thì với hỏa lực của T-54, một khẩu đại bác 100 ly cộng với đại liên, nó mà quạt lại thì tiêu. Thủy quân lục chiến sống hùng sống mạnh nhưng chắc là không sống lâu. Cái hấp dẫn hồi hộp căng thẳng bình tĩnh sống chết trong đường tơ. Mạng của hàng trăm lính trên tuyến đối diện với chiến xa địch chính là tùy thuộc vào cấp chỉ huy lúc này đây. Lúc này đây, tôi không nghĩ gì đến cha mẹ tôi ở Huế, người yêu ở Sài Gòn, em hậu phương ở Đà Lạt. Những nụ cười duyên sáng Chủ nhật trên khu phố Hòa Bình, nhà Thủy Tạ vân vân, mà là mạng sống của anh em tôi, của tôi trước họng súng 100 ly của T-54. Tôi còn nhớ thời gian tiểu đoàn 7 vầy hấp ở trung tâm huấn luyện đóng đa tại Phú Bài. Trong một buổi huấn luyện và thực tập bắn M72, tôi được chỉ định bắn M72 cho quân nhân trong đại đội xem. Với cự ly 150 m, trời nắng, gió nhẹ, tầm quan sát rõ, tôi đã bắn bay mục tiêu là ba cái thùng phi tượng trưng cho T-54. Đó là kết quả của những ngày thao trường, đổ mồ hôi, công sức huấn luyện của các đại quý Tôn, đại quý Nhồng, đại quý Thái, đại quý Dục. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Nhờ các vị huấn luyện đã tạo cho tôi niềm tự tin trước họng súng chiến xa T-54. Tôi sẽ chờ chúng tới thật gần vào tầm hủy diệt 99% của súng chống X. Vào tầm hủy diệt 99% của súng chống chiến xa M72. Chiến xa T-54 của Cộng sản Bắc Việt bị bắn cháy. Chúng tôi quyết ém quân chờ chiến xa địch, lọt ăn không lọt đền, phải tương đối chắc ăn mới khai hỏa. 200 m, rồi 180 m, rồi 150 m. Tôi ra hiệu cho tiểu đội chống chiến xa chuẩn bị sẵn sàng trút chốt an toàn của M72. T-54 cùng bộ binh tùng thiết rõ dần dần, mặc quần áo kaki Nam Định, đầu đội nón cối, tất cả đều ngụy trang bằng những cành dương. Pháo binh vẫn rót vào vị trí địch, một tràng, hai tràng, ba tràng, bùm, bùm, bùm. Khói lửa mịt mùng, một T-54 đã bị trúng đạn pháo binh, hai chiếc bị trúng M72. Bộ binh tùng thiết bắt đầu rụng, địch nao núng rồi chuyển hướng chạy về phía rừng dương ẩn nấp. Nhưng khốn khổ cho chúng là nơi đó có trung đội 2 phòng thủ được tăng cường chiến xa M41. Tôi nhìn ra đằng sau thì thấy đại đội trưởng đang bàn luận với thiếu tá Lê Quang Liễn, tiểu đoàn phó. Ông là người chỉ huy trực tiếp cánh B. Mỗi lần đụng trận, ông luôn có mặt tại tuyến đầu với tụi tôi. Đó là cách đánh giặc của võ bị thủy quân lục chiến. Ta và địch gần như sát lá cà, không dùng pháo binh được nữa. Thủy quân lục chiến và M41 trực diện với T-54 và Việt Cộng tùng thiết. Thiệt hại cả hai bên, chiến trường là thế, địch chết la liệt thì anh em thủy quân lục chiến chúng tôi cũng thiệt hại không ít. Nhưng biết làm sao hơn, chúng tôi đã tận dụng những gì học hỏi được ở quân trường và kinh nghiệm chiến trường, đã tận lực sức người và khả năng chỉ huy để giảm thiểu thiệt hại cho đồng đội và quan trọng hơn, chúng tôi vẫn đứng,
Thục Cấp thấy chúng tôi vẫn đứng, đó là điều trường mẹ không hậu thẹn có những đứa con như thế, như thế. Đến chiều tối thì được lệnh rút, mang theo thương binh tử sĩ, bỏ mặc vũ khí chiến lợi phẩm. Chúng ta còn mang công hết thì mang theo củi của địch làm gì? Súng không đạn là củi. Mang theo củi để kể công, để thượng cấp cho anh dũng bội tinh, địch cũng án binh bất động. Đêm 24 tháng 3, 1975, khoảng 12 giờ khuya, trên đường lui binh, chúng tôi lại bắn cháy một chiến xa. Không phải T-54 mà là M-41 của ta. Không phải bắn lầm đơn vị bạn vì tối trời, mà cố tình bắn vì M-41 đã hết xăng. Phải dùng M-72 để bắn cháy M-41 sau khi đã thải vào pháo tháp hai trái lựu đạn. Dứt khoát, không để lọt vào tay địch. Khoảng 2 giờ sáng, trên đường rút quân, Thiếu tá Lê Quang Liễn gặp tôi. Ông và tôi im lặng siết tay nhau như chúc mừng nhau còn sống, rồi chụm đầu trên tấm bản đồ dưới ánh đèn pin trong M113 để xác định. Ông dặn tôi nhớ chuyển thương binh nặng ưu tiên đi trước, vì có tín hiệu báo cho biết địch đang ám sát theo sau. Ngày 25 tháng 3, 1975, khoảng 8 giờ sáng, tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến về tới cửa Thuận An. Ở đây đã có rất đông dân chúng cùng các đơn vị bạn khác trong tình thế vô cùng hỗn động, mà chắc chắn có du kích và đầy lâu pháo binh địch trộn vào, sẽ vô cùng nguy hiểm khi có súng nổ hay làm mục tiêu cho pháo địch. Vì thế, Thiếu tá Phạm Cang cho lệnh tiếp tục di chuyển dọc theo bờ biển, xuôi về phía nam, để bắt tay với đơn vị đi trước là tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến của Thiếu tá Đinh Long Thành khóa 19, vì tiểu đoàn 7 là tiểu đoàn đoạn chiến, đi sau cùng trong hệ thống chỉ huy của lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến, được lệnh lôi về Đà Nẵng theo lộ trình dọc theo bờ biển Thuận An, rồi vượt qua cửa Tư Hiền để vào Đà Nẵng, nếu không có tàu hải quân vào bốc. Đến trưa, gặp tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến, tiểu đoàn cho lệnh dừng quân lập tuyến phòng thủ ngay trên các đồi cát. Vị trí của các tiểu đoàn thủy quân lục chiến. Nhìn lại phía sau, chúng tôi thấy cả một đám đông, rất đông bám sát theo chúng tôi. Thật là cảm động và xót thương cho đồng bào tôi. Nhưng tình dân quân cá nước trong hoàn cảnh này thì thật nguy hiểm cho cả hai bên. Chúng tôi mở đường hướng dẫn cho họ tiến về phía trước, xuôi nam. Nhưng hình như đồng bào không muốn rời xa chúng tôi. Giữa bãi cát bao la, trên trời ánh nắng chói chang rọi xuống. Trước mặt là biển cả xanh ngắt, sau lưng là đầm Cầu Hai, đầm Hà Trung, nước mênh mông. Nhưng bi đông chúng tôi đã cạn khô, cậu chúng tôi đắng nghét vì khói thuốc và khói súng. Khát, khát và khát, một chiếc trực thăng từ hướng Đà Nẵng bay ra và thả tự do xuống một số thùng gạo sấy để tiếp tế cho chúng tôi. Gạo sấy lấy nước nào đổ vào để thành cơm. Sau này trong bài viết Tháng 3 buồn heo của Tiểu Cần, âm thoại viên của tướng tư lệnh thủy quân lục chiến, thì trực thăng đó là CNC của tư lệnh. Người mang gạo ra tiếp tế chính là chánh văn phòng, niên trưởng Nguyễn Quang Đan khóa 21 và Tiểu Cần. Vì sinh nhưng không còn trực thăng để tiếp tế lương thực và nước uống cho quân sĩ, trực thăng bay đi đâu hết rồi. Đến chiều thì gặp Trung úy Hoàng Công một khóa 25 thuộc tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến điều quân. Hai thằng chỉ thăm hỏi nhau được vài câu, và sau đó thì ai làm phận sự người đó. Đến tối thì biệt cộng đã tấn công tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến. Thiếu tá Nguyễn Tri Nam khóa 22 tiểu đoàn phó và đại úy Tô Thanh Chiêu, đại đội trưởng đại đội 2 hy sinh. Thiếu tá Phạm Cang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 bị thương nhẹ do trúng miệng cối 82 ly Việt Cộng khi điều động M113 đánh chiếm mục tiêu. Em ruột Thiếu tá Liễn cũng bị tử thương vào buổi chiều. Theo kế hoạch, 12 giờ khuya sẽ có tàu vào bốc, nhưng chờ mãi chẳng thấy. Ngày 26 tháng 3 1975, nhìn ra khơi thấy nhiều tàu của hải quân, lớn có, nhỏ có. Đến trưa thì có một chiếc tàu há mồm vào để bốc thương binh và bộ chỉ huy lữ đoàn. Một chiếc thứ hai vào, nhưng lần này thì không được may mắn như chiếc trước. Địch đã dùng hỏa tiễn tầm nhiệt AT-3 bắn vào ngay ống khói của tàu, và tàu coi như bất hiển dụng. Một số chết và bị thương ngay trên tàu. Kể từ giờ phút này,
Thiếu tá Phạm Cang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 nắm quyền xử lý thường vụ lữ đoàn trưởng lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến. Theo kế hoạch của ông thì tiểu đoàn 7 bung rộng ra sẽ là nốt chặn cuối cùng, làm an toàn bãi bốc cho các tiểu đoàn bạn, và tiểu đoàn 7 sẽ là đơn vị cuối cùng lên tàu sau tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến. Rất tiếc là chẳng có chiếc tàu nào vào bốc kể từ đó, mặc dù đến chiều vẫn có lệnh là 8 giờ tối sẽ có tàu vào, rồi đến tối lại có lệnh là 12 giờ khuya sẽ có tàu vào, và chẳng bao giờ có tàu hải quân vào đón chúng tôi. Đứng trên cát, tứ bề nước mênh mông, không nước, không đạn, nhưng chúng tôi còn có cấp chỉ huy và đồng đội. Thiếu tá Phạm Cang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7, kiêm xử lý thường vụ chỉ huy lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến, khi đó đã bắt liên lạc được với người bạn cùng khóa 20 chỉ huy đoàn tàu LCM, sẵn sàng bốc tiểu đoàn 7 vào Đà Nẵng. Nhưng thiếu tá Phạm Cang đã từ chối, không thể chỉ đi có tiểu đoàn 7, mà phải ở lại cùng toàn thể lữ đoàn, trong đó có tiểu đoàn 4 của niên trưởng Đinh Long Thành khóa 19, tiểu đoàn 5 của niên trưởng Phạm Văn Tiền khóa 20, tiểu đoàn 3 của niên trưởng Nguyễn Văn Sự khóa 20. Tôi xin trích đoạn bài viết của thiếu tá Phạm Cang. 10 giờ sáng ngày 25 tháng 3 năm 75, trên tần số không lục tôi nhận ra tiếng người bạn cùng khóa, thiếu tá Trần Văn Thao, anh chỉ huy đoàn tàu quân vận từ Đà Nẵng ra Thuận An để đón biệt động quân, nhưng không thể nào liên lạc được. Anh hỏi tôi có thấy anh em mũ nâu không? Nhìn quanh tôi thấy năm ba anh. Tôi cho Thao biết. Anh nói, tôi sẽ đưa các bạn vào Đà Nẵng, hãy chuẩn bị và đánh dấu bãi bốc. Rất tiếc tôi không thể chỉ đưa tiểu đoàn 7 đi, vì còn trách nhiệm với các tiểu đoàn bạn. Tôi cảm ơn Thao. Một tấm gương sáng khác của cấp chỉ huy mà tôi cần nhắc đến. Thiếu tá Lê Quang Liễn, tại thương xác người em ruột lên tàu xong rồi vị tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7 của chúng tôi, nhảy xuống biển, bơi trở lại vào bờ để cùng sống chết với chúng tôi. Đêm 26 rạng ngày 27 tháng 3 năm 75, một đêm trăng sáng vằng vặc, biển động, nhìn ra xa vẫn thấy đèn của hải quân lấp lánh ngoài khơi, và chúng tôi chông súng. Những người lính thủy quân lục chiến đã bắn cháy chiến xa T-54 của địch, đã bị hỏa tiễn tầm nhiệt AT-3 của địch bắn cháy tàu của họ. Họ đã nhai những hạt gạo sấy sau cùng vào ngày hôm qua, đã bắn những viên đạn cuối cùng vào ngày hôm nay, và khi không còn gì để chiến đấu, họ đã tự đào hố để chôn súng, bản đồ, địa bàn, thẻ bài, bằng lái xe, bằng dù, thẻ quân nhân, và đã cắn răng chôn ngay cả cái nhẫn võ bị, là vật bất ly thân của những sĩ quan xuất thân từ trường võ bị quốc gia Việt Nam. Những người lính tổng trừ bị thuộc đại đội 2 tiểu đoàn 7 lữ đoàn 147 sư đoàn thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu và bị bắt làm tù binh chiến tranh. Như vậy đó, bất cứ ai đừng bao giờ bảo lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến là những hàng binh, nguy hiểm vô cùng. Hãy cẩn thận trong lời nói. Thưa các ông, xin nhắc lại, nguy hiểm vô cùng. Riêng cá nhân tôi, một người lính Việt Nam Cộng Hòa, một kẻ chiến bại, tôi chưa bao giờ oán trách cấp chỉ huy của tôi, dù là cấp tiểu đoàn trưởng hay vị tổng tư lệnh tối cao của quân đội. Cái nhìn của tôi chỉ là ở cấp chiến thuật, làm sao biết được cấp chiến lược. Bao nhiêu đắng cay tủi nhục đổ lên đầu kẻ chiến bại nếu sau khi mất quân đoàn 1 rồi quân đoàn 2, Hoa Kỳ giữ đúng cam kết với đồng minh Việt Nam Cộng Hòa lại nhảy vào cuộc chiến như đã xảy ra tại Triều Tiên năm 1953. Nếu kết thúc cuộc chiến mà Việt Nam Cộng Hòa là kẻ chiến thắng, chúng ta sẽ nói gì? Nói ngược lại chăng? Hỏi tức là trả lời, chúng ta hãy suy nghĩ một cách công bằng. Một người bạn đã hỏi tôi sẽ làm gì nếu lịch sử được lặp lại hay nếu có kiếp sau? Vâng, câu trả lời của tôi là tôi sẽ tình nguyện thi vào trường võ bị quốc gia Việt Nam, rồi khi ra trường lại sẽ tình nguyện gia nhập lực lượng tổng trừ bị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, binh chủng thủy quân lục chiến. Và nếu được chọn lựa thì tôi xin được chiến đấu dưới quyền chỉ huy của Đại tá Tư lệnh Phó thủy quân lục chiến Nguyễn Thành Trí, Trung tá Lữ đoàn trưởng thủy quân lục chiến Nguyễn Xuân Phúc, Trung tá Lữ đoàn Phó Đỗ Hữu Tùng, Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng Phạm Cang, Thiếu tá Tiểu đoàn Phó Lê Quang Liễn,
vân vân. Đó là những cấp chỉ huy mà tôi rất ngưỡng mộ và kính phục trên chiến trường cũng như trong tù trường. California, ngày 26 tháng 3 2014, người trong cuộc, mộ xanh Lê Khắc Phước, đại đội 2, tiểu đoàn 7, lữ đoàn 147, thủy quân lục chiến. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.